Chào mọi người, bữa nay mình xin chia sẻ món cơm chiên cá hồi cho hai bé nhà mình Và cũng muốn xin lỗi vì vấn đề sức khỏe cho nên hai tuần vừa qua mình không có ra clip được Mong mọi người thông cảm Bây giờ quay qua làm cơm chiên nha Mình chuẩn bị nguyên liệu xong rồi á Thì mình cho dầu ô liu vào chảo để mình chiên sơ cá hồi Khi chiên thì mình sẽ cho vào một ít muối khi mà mặt cá dưới vừa vàng tới thì mình sẽ trở Mình không có chiên cho nó chín quá nha vì khi mà mình chiên chín quá Một hồi mình bỏ vào trong cơm Thêm lần nữa thì cá sẽ bị khô Sau đó thì mình dùng cái nĩa để tách cá nhỏ ra Tiếp đến mình sẽ cho hành bò rô cắt nhuyễn vào trong chảo để phi cho nó thơm Hành vừa dậy mùi thơm thì mình cho cá vào Đảo đều mình áo sơ thôi để cho cá nó không có bị tanh Tiếp đó sẽ cho cơm vào Mọi người dùng cơm nguội chiên sẽ ngon hơn nha trộn qua trộn lại cho hạt cơm nó tơi ra sau đó mình đẩy qua một bên rồi mình đổ trứng vào chiên lúc mà đổ trứng vào như thế này mình để lửa vừa thôi sau đó mình sẽ niêm gia vị luôn mình cho muối tiêu một ít hạt niêm gà một ít tiêu khi trứng nó vừa chín tới thì mình bắt đầu đảo đều trộn cơm lại chung với nhau mình trộn đều rồi mình sẽ cho thêm một ít nước tương cho nó dậy mùi thơm nếu mà mọi người ăn nước mắm á, thì cho nước mắm sẽ thơm ngon hơn nha chiên xong á thì mình đổ ra chén rồi để ra dĩa như vậy cho hai bé nhỏ ăn. Hai bé rất là thích món này luôn, vừa ngon vừa nhiều dinh dưỡng nữa. Nếu mọi người thích thì làm thử nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.